Chào tất cả anh em trên toàn quốc. Mình mới về được một cây kìm ép cốt của thủy lực của hãng Izumi Nhật Bản. Một cái mẫu kìm này chuyên ép cốt dạng lớn cho anh em làm bên điện công trình. Thì cái mẫu kìm ép cốt thủy lực này nó ép cốt tối đa là 150, cám 150 nha anh em. Thì cái bộ này nó về thì nói chung là nó cũng thiếu hai cái đầu ép cốt thôi, hai cái đầu ti để ép cốt, còn hai cái đầu còn lại thì anh em ta tự săn trên mạng để bổ sung thêm. Hai cái đầu này là đủ để anh em ta làm nghề rồi nè, ép cốt ti 150 của Izumi Jin luôn. Thì cái bộ ép cốt thủy lực này là những anh em thợ điện nào mà chuyên xài nó thì đều biết, nó có nó thì anh em ta mới xài được những cái đầu cốt lớn để anh em gắn đó. Tình trạng hoạt động rất hoàn hảo nha anh em đó. Kích xả gì mình test lại vài lần cho anh em xem đó. Tại nó hơi vướng víu cho nên mình quay nó không có được kỹ lắm đó. Anh em thấy đầu ti lên ha, hoạt động hoàn hảo hết anh em ha. Thì cái cây ti, cây kìm ép cốt thủy lực của hãng Izumi này là mình bán với giá là 2,5 triệu chưa phí vận chuyển. Bộ nó gồm kèm theo hai cái đầu ti zin của nó, còn hai cái đầu ti còn thiếu thì anh em cố gắng bổ sung, mua trên mạng để bổ sung thêm. Thì tình trạng cây ép cốt này còn rất là hoạt động rất là hoàn hảo đó, hoạt động là còn zin cứng luôn, xài bao phê luôn. Thì cái mẫu ép cốt này nó được cái đa năng đó, anh em muốn sử dụng cái trục xây nó, anh em muốn ép cốt cái nào thì anh em chỉ việc gắn cái đầu ti nào vô ha, đầu ti zin của nó vô và anh ép. Và đây là cái núm điều chỉnh xây của nó, đã anh em ta xây các cỡ ép cốt khác nhau đó, tối đa là 150. Thì cái mẫu kìm ép cốt này anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với phía mình chỉ về được duy nhất một bộ này thôi đó, bộ còn zin cho theo hộp nó. Rồi anh em nào quan tâm thì liên hệ với phía mình, hàng bao chuẩn bao xịn cho anh em, chuẩn của hàng Izumi sản xuất. Cây này là nếu mà nó bán còn zin thì nó bán mười mấy 20 triệu đó anh em, không rẻ đâu. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, anh em nào quan tâm thì liên hệ với phía mình. Xin cảm ơn anh em.